Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chắc là mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera gắn SIM Hotline 0395838345. Thì trên đây chính là một chiếc camera siêu nhỏ A54. Đó, với cái con camera A54 này ấy, thì là cái con camera nó có độ phân giải Full HD 1080 cực kỳ là nét. Và con camera này ấy, là con camera có mắt cam cầu lùi, nên là nó có góc quay là 180 độ, góc quay rộng nhất của các dòng camera đó. Và con này thì nó có hỗ trợ quay ngày và quay ban đêm. Khi mà quay ban đêm ấy thì nó sẽ không phát ra những cái ánh sáng như kiểu ánh sáng đỏ như các dòng cam thông thường đó. Thông thường thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái dòng camera quay đêm ấy thì nó sẽ phát ra ánh sáng đó, còn riêng dòng camera quay đêm của nhà mình thì nó sẽ không phát ra bất kỳ cái ánh sáng nào cả đó trong quá trình sử dụng của các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm và sử dụng. Và con camera này ấy, là con camera A54 này, chỉ cần quét mã QR và sử dụng thôi. Đấy, các bạn có thể xem từ xa luôn nên cực kỳ là tiện lợi và dễ sử dụng. Vì con camera này là con camera gắn SIM, nó sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ như kiểu là wifi, mạng đó. Và khi các bạn lần con camera về đằng sau ấy thì nó sẽ có một chỗ mã, có một cái mã QR như này cho các bạn quét này. Đó. Và ở trên đây sẽ có một cái khay gắn SIM, cũng như ở dưới là một cái khay để cho các bạn cắm thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu, một cổng USB để cho các bạn sạc cũng như là kết nối, và một chỗ để cho các bạn reset này, và công tắc tắt bật ở đây. Đấy, các bạn, như các bạn có nhìn thấy đây sẽ là công tắc tắt bật, và nút này là nút reset nhá. Đó. Thì ở đây sẽ là những cái chỗ để cho nó sẽ tản nhiệt ở bên này, ở hai bên này. Đó. Và con camera này những cái bạn nào ở những cái nơi như là không có điện này, cũng như là không có wifi này, mà vẫn muốn sử dụng những cái con camera để giám sát nhà cửa, trông coi chuồng trại hoặc là nông trường của các bạn, hoặc là các bạn có thể để bất kỳ chỗ nào không có điện hoặc là không sử dụng điện ấy, thì các bạn có thể để bất kỳ chỗ nào cũng được. Và hoặc là các bạn để camera này thì giám sát con cái thì cực kỳ là hợp lý. Và chiếc camera A54 này ấy, thì các bạn cũng có thể để trên ô tô để làm camera hành trình cũng được luôn. Đó, nó cực kỳ là tiện lợi và nhiều cái cách để cho các bạn sử dụng con camera này. Đó, và sản phẩm con camera này thì siêu nhỏ, nên là các bạn có thể đặt con camera này ở bất kỳ những cái vị trí nào mà các bạn mong muốn. Đó, đây là tùy theo nhu cầu của các bạn. Và phụ kiện đi kèm của chiếc camera này ấy, thì nó sẽ có những cái phụ kiện như là cái dây sạc, dây kết nối. Đây, mình sẽ đổ ra cho các bạn xem nhá. Nó sẽ có một cái dây sạc, dây kết nối như thế này. Đó, một cái dây sạc, dây kết nối như thế này, và một cái miếng chân đế và cái chân đế. Đó. Cái chân đế này thì các bạn chỉ việc bóc cái miếng này ra là các bạn gắn vào đâu đều được hết. Đó. Khi mà các bạn muốn sử dụng, các bạn muốn đặt ở bất kỳ đâu ấy, thì các bạn sẽ xoay cái này vào cho mình này, và cách kết nối thì cực kỳ là dễ dàng này. Đấy, nó có thể xoay này. Đấy, các bạn muốn để ở đâu cũng được. Đấy, xong các bạn xoay chuyển về cái góc mà các bạn mong muốn nhất. Đó, các bạn sẽ gắn con camera này vào như thế này cho mình. Đó, các bạn có thể gắn vào nhá. Đấy, gắn khít như thế này. Đấy, các bạn để như này. Các bạn quay cho mình. Đó, vì nên là nó có cái chân đế như này thì các bạn để lên trên ô tô, các bạn gắn lên ô tô làm camera hành trình nên cũng cực kỳ là tiện lợi. Đó. Thì đây, hoặc là các bạn muốn bỏ luôn cái này ra để các bạn gắn vào bất kỳ đâu đó cũng được. Đấy, nên là tùy các bạn nhé. Và vì đây là camera gắn SIM nên là các bạn sẽ phải tự động mua SIM mạng. Đấy, các bạn nào mà dùng lâu thì nên mua những cái SIM mạng cả năm, còn dùng ít thì các bạn sẽ đăng ký theo tháng cũng được. Đấy là tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thôi. Đấy, nhà mình thì sẽ hỗ trợ cho các bạn, đó chính là khi các bạn đăng ký kênh của nhà mình. Đấy, cũng như là ủng hộ của nhà mình đăng ký kênh thì nhà mình sẽ tặng cho bạn một chiếc thẻ nhớ như thế này, để cho một chiếc thẻ nhớ để cho các bạn lưu trữ dữ liệu đó. Còn SIM thì các bạn phải tự động mua cho mình đó. Và muốn sử dụng con camera này ấy, thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên nhá, các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên này,
và các bạn sẽ ấn vào App Store cho mình này. Các bạn sẽ ấn App và App Store hoặc là cửa hàng CH Play tùy vào dòng điện thoại mà các bạn đang sử dụng nhé. Đấy, các bạn sẽ ấn tìm kiếm cho mình này. Ấn ứng dụng có tên là Hopway như thế này. Đấy, ứng dụng có tên là Hopway như thế này nhá. Tạm thời thì mình quên tên. Các bạn sẽ nhập chữ Hopway vào. Hopway như thế này. Cái chữ Hopway như thế này là ứng dụng như thế này, màu vàng vàng như thế này, màu vàng vàng đen như thế này. Các bạn ấn tải về cho mình nhá. Và khi các bạn ấn tải về xong rồi ấy, các bạn ấn tải về hoàn tất rồi thì các bạn sẽ gắn SIM cũng như là gắn gắn thẻ nhớ vào cho mình này. Đầu tiên thì mình gắn SIM này. Các bạn sẽ gắn SIM cho cái mặt này lên này. Các bạn sẽ gắn SIM mặt này lên nhá. Các bạn sẽ đẩy vào đây cho mình. Các bạn sẽ nghe một tiếng tạch như thế này là ok rồi. Và thứ hai nữa thì các bạn sẽ gắn cái mặt này ngược lại, mặt ngược lại mặt SIM như thế này cho mình. Đó, cứ chỉ cần kêu tạch là ok. Và khi gắn SIM rồi, gắn thẻ nhớ rồi thì các bạn sẽ bật gắn nút lên, gắn nút on off lên cho mình nhá. Đó, và khi gắn nút on off thì nó sẽ hiện ra đèn báo xanh như thế này. Đã ok. Và khi các bạn bật lên rồi thì các bạn sẽ ấn dí nút reset cho mình này. Đấy, dí nút reset khi là nó báo đỏ xanh là ok rồi. Đó, tại vì các bạn phải ấn reset bởi vì khi trong quá trình nhà mình test cho các bạn ấy thì nhà mình sẽ quên reset hộ hoặc là như thế nào đó, thì các bạn sử dụng thì các bạn cứ ấn reset cho mình, reset scan để nó về nguyên bản. Đó thì nhà mình sẽ lắp đặt vào chỗ này. Đấy, nhà mình sẽ để như thế này nhá. Đó. Và khi các bạn đã bật lên như thế này rồi thì các bạn vào ứng dụng này. Các bạn sẽ ấn cho phép cho mình này. Các bạn ấn cho phép nhá. Các bạn cứ ấn cho phép cho mình này. Rồi các bạn sẽ ấn đồng ý này. Các bạn sẽ cho phép truy cập vào tất cả này. Các bạn ấn ok. Ấn ok này. Ok. Đến cái chỗ mà sử dụng vị trí này thì các bạn sẽ ấn là cho phép khi dùng ứng dụng. Các bạn ấn ok này. Và đây nó sẽ chỉ các bạn này ấn vào thêm thiết bị ở trên này. Đấy, hoặc là nó sẽ ghi là nó sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, các bạn có thể ấn bỏ qua và các bạn ấn thêm thiết bị ở đây. Và khi các bạn thêm thiết bị ấy, thì các bạn có thể đăng nhập cũng như là các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại này. Đấy, hoặc là các bạn cũng có thể đăng nhập nhanh qua Google này cũng như là Apple hoặc là Facebook. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập qua Facebook cho nhanh. Đấy, ở đây thì chắc là bạn nào cũng sẽ sử dụng Facebook nên là các bạn cứ đăng nhập qua Facebook cho nhanh, hoặc là các bạn cũng có thể đăng nhập qua những cái chỗ khác cũng vẫn được. Đấy, các bạn sẽ ấn mở. Rồi, khi các bạn đã đăng ký hoàn tất rồi thì các bạn sẽ ấn vào dấu cộng này cho mình này. Rồi các bạn sẽ ấn thiết bị 4G. Các bạn sẽ ấn vào thiết bị 4G này. Các bạn sẽ ấn kế tiếp này. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái chỗ quét mã như này, thì các bạn sẽ quét mã ở đằng sau đít này. Đó. Đấy, nó sẽ ghi lên kết thành công như này là ok, là các bạn đã kết nối thành công, đã kết nối ok rồi. Đó, nó cực kỳ là dễ dàng sử dụng thôi. Vì con camera này nó chỉ cần quét mã là các bạn đã có thể sử dụng rồi. Đấy, khi các bạn ấn vào thì các bạn sẽ như này. Đây chính là chất lượng hình ảnh này, các bạn thấy không? Nét cực kỳ là nét luôn này. Đấy, con camera này nét cực kỳ luôn. Đó, và góc quay siêu rộng, tại vì các bạn sẽ nhìn thấy hai bên này nó sẽ bị cong, bởi vì mình đang để gần nên là nó sẽ bị cong. Các bạn để xa thì góc quay được càng xa nhá. Đó, góc quay thì siêu siêu rộng như này thì các bạn sẽ có để ngang như này cho mình. Đấy, camera đây chính là camera này. Các bạn để yên ấy thì camera sẽ như thế này cho các bạn này. Đó, ở trên đây thì cũng sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm nhá, nên các bạn cứ yên tâm nhá. Đó, các bạn để mình sẽ để như thế này cho các bạn. Đó, camera sẽ
có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này thì sẽ cập nhật theo ngày giờ tháng năm của điện thoại các bạn, nên là cực kỳ là chuẩn xác, để cho các bạn có thể tiện lấy làm bằng chứng chứng cứ cũng được này. Và ở trên đây thì nó sẽ có chỗ này sẽ là cái chỗ mà báo sóng này, sóng điện thoại này, cũng như là tình trạng pin này. Đó, thì ở dưới đây nó sẽ có những cái nó sẽ có những cái mà như kiểu là quay phim trực tiếp đấy, cũng như là các bạn cứ yên tâm, các bạn để các bạn muốn sử dụng của nhà mình ấy, bốn cái thiết bị này đặt ở bốn góc khác nhau hoặc là bốn chỗ khác nhau ấy, thì đều xem được trên cùng một cái thiết bị điện thoại. Thì các bạn muốn xem như nào thì các bạn sẽ ấn vào phần bốn ô vuông ở đây cho mình nhá. Đấy, các bạn sẽ ấn vào phần bốn ô vuông ở đây cho mình, và các bạn sẽ quét mã, các bạn sẽ vào luôn cái app này, các bạn quét mã của từng cái camera là các bạn đã có thể xem được này. Đấy, các bạn có thể thoát ra xem được, hoặc là các bạn vào đây xem được cũng được. Đó, cực kỳ là tiện lợi cho các bạn luôn, các bạn cứ để bốn góc bốn cái cũng được. Đó, thì camera của nhà mình chỉ có như thế này thôi. Ở trên đây thì bạn nào mà có điều gì thắc mắc ấy, muốn hỏi ấy, hoặc muốn giải thích, hoặc là muốn tìm hiểu, thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để nhà mình giải đáp thắc mắc, cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng này. Đó, thì ở đây này, đấy nó sẽ có biểu tượng cũng như là chữ tiếng Việt cho các bạn đọc và hiểu luôn. Và các bạn muốn xem lại những cái video, những cái đoạn mà nó ghi lại ở trong thẻ nhớ, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở chỗ này là ghi thẻ TF ở đây. Đó, khuyến khích cái này thì các bạn sẽ có thể ấn bỏ qua cũng được. Đấy, nó sẽ hiện thị toàn bộ này, toàn bộ những cái video nó lưu được ở đây cho các bạn có thể xem lại nhá. Đấy, nó đã quay được hai video này rồi thì các bạn có thể xem lại ở đây. Đó, đấy, các bạn muốn xem lại thì các bạn vào đây xem lại thôi. Đấy, nó cực thì con này thì dễ dàng sử dụng lắm. Ai ai thì các bạn cũng có thể sử dụng được. Đấy, thì con camera này phù hợp cho những cái bạn mà không dùng điện này, không có để những cái nơi mà không có điện này, cũng như là không có wifi thì sử dụng em này thì cực kỳ là hợp lý. Các bạn có thể tham khảo em này. Đó, thì con camera này khi mà bật lên thì nó sẽ tự động quay và lưu cho các bạn luôn, là các bạn cứ yên tâm. Và bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng đến những cái dòng camera dầu kín hoặc những cái dòng camera ngụy trang ngày càng nhiều để giám sát cũng nhiều quay lại bằng chứng theo dõi mọi đó, thì các bạn có thể theo dõi và ấn đăng ký kênh của nhà mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín của bên mình. Bên mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn. Hoặc là bạn nào đã có nhu cầu muốn độ chế vào những cái thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng trong gia đình, thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để nhà mình có thể hỗ trợ chi tiết cho các bạn hơn. Đó, và như mình có nói ấy, là khi các bạn ấn ủng hộ nhà mình bằng cách đăng ký kênh, thì nhà mình sẽ tặng kèm cho bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ để cho các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Đó, và thứ hai nữa là khi các bạn mua của nhà mình thì nhà mình sẽ hỗ trợ ship cho các bạn luôn, nhà mình sẽ free ship cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm. Đó, nhận hàng thì các bạn sẽ được đồng kiểu với shipper nhé, các bạn sẽ được bóc hàng, được thử hàng, hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả này, không đúng như cái video quảng cáo này, thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì có bao test bao ship cho các bạn luôn. Đó, và sản phẩm của nhà mình ấy thì các bạn cứ yên tâm là nhà mình sẽ bảo hành 1 năm lấy 1 đổi 1 với miễn phí, lô 1 đổi 1 cho các bạn. Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm mua hàng của nhà mình sẽ bảo hành cực kỳ lâu cho các bạn. Sau 1 năm thì nhà mình sẽ bảo hành linh kiện cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm và sử dụng trải nghiệm sản phẩm của nhà mình. Đó, thì trên đây cũng là cái phần mà mình hướng dẫn cũng như là giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm camera gắn SIM của nhà mình. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình, và nhớ ấn đăng ký kênh để nhà mình tặng những cái ưu đãi cực kỳ là hời cho các bạn. Và hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh của nhà mình. Trên của nhà mình đang có rất là nhiều mẫu đây, nên các bạn lên tham khảo phù hợp với nhu cầu của các bạn thì các bạn cứ nhắn tin cho nhà mình để nhà mình tư vấn cho bạn. Đó, rồi thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.